What are you doing? Okay, I cut the onion and dry the onion. Cut green onion? This one we roll. We re-roll them. This one we re-roll, okay? Re-roll? But that's like a ring. Ring onion here. It's, I want to ready for the NGHƯUTRI coming. Các bạn hôm nay mình sẽ sấy khô mấy cái hành này nè, nếu có lỡ để dành, để nếu có lỡ có bệnh biến tới là thế chiến thứ ba tới đó thì mình có đồ để mình nấu ăn các bạn, để dành phơi khô, mình có máy làm khô rồi nè, thì mình sẽ khô. Put this one on. Camping or something, you know, you take care of some dry and fix that up. Right. Okay. Hôm nay bà xã mình làm
sau khi mình trở về là sau khi cắt thịt xong rồi mới cây thịt ra, thì bắt đầu mình thịt vô video to put in. Okay. Parsley, okay. And dill and all the something in the garden. Put on top of them. Okay. Now I'm cooking my tofu. That I put Sandra, you don't eat oil much, do you? Nó bây giờ là chiên đây là các bạn bà xã thì bà không thích ăn dầu chiên nhiều các bạn. Bên đây là món canh, canh nhậu, canh mình làm chơi hết luôn, cứ một lần luôn, hậu bỏ vô. Bạn giữa tuần vui vẻ, bye bye, ngày thứ tư beautiful, đẹp lắm.